Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình tập 7 của bộ truyện Thiên Nga không trở lại, tác giả Miên Lam. Xin mời cả nhà mình cùng lắng nghe. Trong không gian đặc quánh và nóng bức của trại tạm giam, Hoàng Ngân cùng luật sư ngồi ở bàn thăm nuôi xem xét đống giấy tờ. Cô ta xem qua tin tức trên mạng, tình hình thế này thì con Trà Khanh sẽ bị chết chìm trong sự miệt thị của người đời. Các fan quay lưng không thương tiếc, báo chí dập tơi bời khói lửa. Hoàng Ngân hất mặt theo hướng sáng chói lọi của ánh đèn trần, lẩm bẩm. Đã lao vào xe người ta, làm hỏng cả đầu xe, còn dám kiện ngược sau. Tình ngay lý gian, cụ tổ nhà ông Phúc cũng không làm được gì. Con gái bị lăng mạ thế này á mà ông Phúc không làm gì sao? Kể cũng lạ, anh phải để ý kỹ ông ấy đấy. Anh đã thăm dò bên đó, không có động thái gì cả. Báo chí đã nhất loạt đứng về phía chúng ta, thì nhất cử nhất động của ông ấy cũng sẽ là tác dụng ngược thôi. Bây giờ, mình đang tranh thủ được sự đồng tình rất lớn. Vài ngày nữa, vụ kiện xong xuôi, hoạt động nghệ thuật lại, giá event có khi tăng lên gấp mấy lần ấy chứ. Hạ hay nhất là việc con Khanh sẽ không bao giờ có thể đứng trên sân khấu nữa. Cái gì mà thiên thần ba lê? Giá mà hôm đó nhấn mạnh chân ga một chút nữa, thì có mà Thiên Nga dễ chết. Mày dám làm cho tao mất việc, lại còn tung clip nóng, giờ đến lượt mày đó. Anh cố gắng xong vụ này, thù lao em sẽ trả gấp đôi. Bên này, ông Phúc, Việt, Trà Khanh, Nguyên ngồi ở trong phòng bệnh bàn bạc về vụ kiện. Ông Phúc lướt qua những bài đăng chửi bới và phỉ báng Trà Khanh trên mạng, nghiến răng nghiến lợi. Còn rành mới tí tuổi mà mất dạy thật, luật sư của nó còn dám lên mạng thách thức. Trà Khanh, con đừng để ý mấy lời trên mạng, vài ngày nữa xét xử xong phiên tòa thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Dạ, mấy hôm nay con không coi mạng đâu ba, con đọc sách. Con không hoạt động showbiz lâu rồi nên cũng không quan tâm lắm. Chú yên tâm, cứ để nó hả hê vài hôm rồi gậy ông sẽ đập lưng ông thôi. Bằng chứng cháu nắm hết rồi. Bằng chứng của cậu có đủ nặng không? Không tính là nặng, nhưng có sức thuyết phục và pháp lý cao. Nó sẽ không cãi được đâu. Cháu đã chuyển cho bên luật sư để giám định âm thanh và tài khoản mạng xã hội. Chiều nay sẽ có kết quả. Trà Khanh, ý em thế nào? Em có muốn trừng phạt tận gốc con Ngân không? Trà Khanh im lặng suy nghĩ. Bạn bè với nhau 10 năm trời, ba mẹ cô chẳng tiếc tình nghĩa đối xử với nhà nó tốt như vậy, mà năm lần bảy lượt nó hại cô. Nếu tha cho nó thì cô quá ngu muội và dễ dãi. Em không có ý kiến gì cả, mọi người cứ làm theo đúng pháp luật là được. Việc đưa ánh mắt sang Trà Khanh mỉm cười. Người yêu của anh dạo này làm việc dứt khoát thật. Trà Khanh vì cái liếc mắt của anh mà nụ cười đỏ hồng đến tận mang tai. Có một anh người yêu làm IT thật là thích. Mưu sát kịch khung sẽ là 20 năm tù. Bằng chứng chỗ cháu là toàn bộ tin nhắn và ghi âm cuộc trò chuyện giữa nó và quản lý trước khi gây ra tai nạn. Tuy nhiên, cuộc hội thoại đó chỉ là lên kế hoạch trước khi vụ tai nạn xảy ra. Luật sư đang tiếp cận những mối quan hệ của Trà Khanh ở công ty. Nếu có thêm bằng chứng xác thực nó sắp đặt để hại Trà Khanh đêm tai nạn thì sẽ xử được kịch khung hình sự. Có tiếng mở cửa, rồi một thanh niên trẻ hối hả đi vào. Mọi người đồng loạt nhìn ra. Nguyên chợt khựng lại một giây, rồi cô giấu đi cảm xúc và tâm tình dục qua nơi đáy mát, cúi đầu nhìn tập hồ sơ. Huy đi vào, tự nhiên ngồi xuống cạnh Nguyên. Cháu sẽ làm chứng trên tòa, cô ta đã quyến rũ cháu hai lần, có đầy đủ trích xuất camera trong ô tô và quán bar, từ đó đủ để bác bỏ sự tình cờ của vụ tai nạn chưa? Trà Khanh nhìn Việt hơi ngạc nhiên. Từ hôm cô bị tai nạn đến giờ, Huy chỉ qua một lần xin lỗi. Chuyện hủy hôn cũng là do người lớn bàn bạc và quyết định. Huy cũng không đến nữa, tự dưng hôm nay anh lại đến nói đồng ý làm chứng, thật không thể tin nổi. Ông Phúc trầm ngâm, nhìn sang chàng trai trẻ đoán ý của nó.
ông bà bên kia chịu để con trai vàng của họ xuất hiện trên truyền thông sao? Cậu tính làm việc độc lập, không báo cáo với cha mẹ. Huy cười, tay đang siết vào nhau nhìn Trà Khanh, rồi dừng lại ở việc. Cháu cảm thấy cần cổ vũ cho anh bạn cũ này. Cậu ấy cao thượng hơn cháu nhiều, xứng đáng với tình yêu của Trà Khanh. Việc hơi nâng môi cười, vuốt ve bàn tay Trà Khanh trong tay mình. Ánh mắt anh thâm thúy, nhìn người đã từng là tình địch, nửa đùa nửa thật. Tôi không cao thượng mà yêu đúng người. Chỉ tiếc là có người mãi mãi bỏ quên bông hoa của mình. Chốt hạ là các cụ tiên bảo, có không giữ, mất đừng tìm. Huy quát mắt lườm Việt. Nó chọc ngoáy cái gì không biết. Anh nhìn xuống bàn tay gầy gột của cô gái ngồi bên cạnh mình, cầm mỗi một tờ giấy mà run rẩy như sắp làm rớt thế kia, thì làm ăn được gì? Ông Phúc nghe bọn trẻ nói chuyện không hiểu gì, nhưng nghe thằng cu Huy chịu đứng ra làm chứng, thì bao căng thẳng bỗng nhiên được thả lỏng. Xem ra, thanh niên này cũng không phải là một đứa sống quá tệ bạc. Vậy là ổn rồi. Cảm ơn các cháu. À, còn một chuyện nữa. Bác đã sắp xếp cho Nguyên vào công ty của một người bạn mảng nông nghiệp xanh. Sáng mai bác đưa cháu qua đó. Nguyên ngại ngần. Gia đình Trà Khanh quá tốt. Cô không biết từ chối thế nào cho phải phép. Huy căng thẳng ngắt lời. Ờ, không cần đâu chú Phúc. Nguyên sẽ về làm việc với cháu. Nguyên trợn mắt nhìn Huy. Cô là đồ vật hay sao? Muốn đạt đâu thì đạt. Tôi không làm chỗ anh. Phải làm. Công ty của gia đình Huy cũng lớn hơn nhà bác mấy lần đó. Nhưng lựa chọn là ở cháu. Bác sẽ vẫn dành chỗ cho cháu bất cứ khi nào cần. Mấy đứa ở chơi, bác qua phòng bác sĩ. Trà Khanh vẫn chưa dung nạp được hết tình hình trước mắt. Việc tốn tiếng cười, cúi thấp ôm cô trở về giường, không cho làm kỳ đà cản mũi hai người kia nữa. Ơ, anh, đang bàn chuyện mà. Bàn xong rồi, đến giờ uống thuốc. Ơ, chưa mà, chị Phương chưa sang. Anh cho uống. Nguyên lật đật cầm túi đứng dậy, gấp gáp đi ra cửa, nói với vào. Ơ, Trà Khanh, mình có việc, mình về nhé, mai mình qua. Huy cũng đứng lên thật nhanh, không kịp chào đôi uyên ương trong phòng, đuổi theo. Trà Khanh cố bám vai Việt ngó ra cửa. Cô cảm thấy Nguyên hôm nay khang khát là sao nhỉ? Này cô nhóc, em có thể chú ý mỗi anh không? Em phải gọi cho Nguyên, cậu ấy có chuyện gì lạ lắm. Việt lấy điện thoại của Trà Khanh đặt lên bàn, thở dài. Hài, Khanh ơi là Khanh, Huy không yêu em chút nào, nó yêu Nguyên. Hả? Anh nói cái gì? Hai đứa nó đã ngủ với nhau từ cái hôm chúng mình say rượu ở Edinburgh. Cái gì? Anh đùa em hả? Hôm ấy Nguyên còn say hơn em. Mẹ Nguyên và mẹ Huy là bạn cũ thì phải. Trà Khanh lục lọi trong trí nhớ của mình. Đêm hôm đó cô không về. Sáng ra, thấy Nguyên có bao nhiêu biểu hiện lạ. Rồi sau đó, mỗi lần Huy rủ hai đứa đi chơi, Nguyên đều từ chối. Sau này về Việt Nam, Nguyên khóc luôn miệng xin lỗi. Bây giờ nghĩ lại cô mới thấy thái độ của Nguyên khi gặp Huy rất lạ, mà Huy lúc nào gặp cô cũng hỏi về Nguyên. Trà Khanh thật sự cảm thấy giác quan của cô có vấn đề. May mắn cô và Huy không đến được với nhau. Nếu không thì Nguyên sẽ buồn tủi đến chết. Mắt Trà Khanh sáng rực. Anh, vậy thì Nguyên cũng yêu Huy. Biết rồi cô nhóc ạ. Sao anh biết? Chỉ có em ngốc mới không biết, bị cấm sừng sờ sờ mà không tức giận gì hả? Em không giận, vì em cũng không yêu Huy. Hơn nữa cuộc đời của Nguyên rất tội nghiệp, em thương cậu ấy. Anh à, mình ghép họ với nhau đi. Chúng đâu cần em ghép à? Em lo mà khỏe đi, còn ghép anh với em đây này. Trà Khanh cười, ôm cổ Việt hôn chụt vào má. Đầu cô vẫn chưa thể dứt được tin tức vừa rồi, tò mò hỏi. Anh ơi, hai người họ đi đâu nhỉ? Anh làm sao biết được? Có khi hai đứa nó đi du lịch, vào nhà nghỉ cho mát, hoặc ra hồ ôm nhau. Gió hè lồng lộng thế này á, thích phải biết. Trà Khanh cười khúc khích. Họ đi nhà nghỉ à? Cô lại nghĩ đến việc xuất diện, mình và Việt cũng đi du lịch, rồi đi nhà nghỉ. Mặt nóng bừng lên hạnh phúc.
Hôm nay, tòa xử vụ tai nạn mưu sát, Trà Khanh ngồi xe lăn được ông Phúc để vào hội trường xét xử. Tất cả mọi người đều có mặt ở hàng ghế, báo chí được phép tác nghiệp nên rất đông. Hoàng Ngân trong chính bộ đồ hôm xảy ra tai nạn, quần áo nhét nhét, không long lanh như thường thấy, nhưng gương mặt lại đối lập vô cùng, có phần tươi tắn lẫn hả hê. Thật là cái loại trơ trẽn mặt mâm. Trà Khanh cũng thoải mái không kém, nở một nụ cười mỉa mai và trao đổi ánh mắt sắc lẹm với người từng là bạn. Ngân thấy Trà Khanh béo tròn xinh xắn, thần thái lại hơn xưa, càng ngạc nhiên và ganh tị. Nó không buồn gì gãy chân, tai tiếng như vậy mà vẫn cười. Mày được lắm, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà. Luật sư bên Ngân vẫn giữ nguyên thái độ hống hách và miệt thị. Hoàng Ngân tình cờ đi ngang qua, rồi Trà Khanh lao ra đường. Ngân lúng cuống không đủ thời gian để xử lý phanh trong điều kiện mưa gió và màn đêm tối tăm. Cả hội đồng xét xử dường như đứng về phía Hoàng Ngân. Trà Khanh không nhận được sự đồng tình nào. Cô cười thầm. Con người có thể nhìn vào bề nổi mà đánh giá người ta dễ dàng thế sao? Hay con Ngân diễn giỏi? Bên luật sư của Trà Khanh tung hết bằng chứng không phải tai nạn đơn thuần mà rất nhiều điểm bất thường trong vụ tai nạn. Nhất là chi tiết, hiện trường ghi nhận có dấu hiệu xe đột ngột tăng tốc, chứng tỏ hành vi cố tình điều khiển xe với tốc độ cao để đâm vào người phía trước. Thêm nhân chứng là Huy, camera hành trình Ngân bám đuổi xe Huy trong đêm đó và tất cả những bằng chứng Hoàng Ngân hại Trà Khanh bao nhiêu lần. Cuối cùng, phía bên cô ta hoàn toàn không thể chối cãi. Chỉ sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, Hoàng Ngân đã bị cánh nhà báo và người tham dự trong phiên tòa quay ngoắt sang xỉa xói và chửi rủa. Sợ thật, đúng là một con cáo già. Tôi đã nói từ lúc lộ cái clip xét rồi, tốt đẹp gì đâu. Vào tù cho các chị đại giả thành cám đi, đáng đời loại bất nhân. Cha mẹ dạy con bất nghĩa mà. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên án Hoàng Ngân với tội tổ chức mưu sát không thành nhận hình phạt 15 năm tù giam. Chẳng còn gì để mất, cô ta nhắm thẳng vào Trà Khanh chửi bới. Mày, con mất dạy, con què mất dạy. Tao làm bạn với mày bao nhiêu năm mà mày không tha. Mày rồi sẽ chết, mày sẽ bị nghiệp báo. Mày không sống được đâu, đồ con hoang, đồ không có cha mẹ. Nó là con nuôi. Mày cũng chỉ là con cờ của ông Phúc thôi. Yêu thương béo bở gì mà kinh kiệu. Trà Khanh nhìn thẳng vào mặt cô ta, chẳng hề sợ hãi, cười mỉa mai một cái. Cô có biết vì sao tôi được yêu thương không? Vì tôi không có tâm địa như cô. Chúc ở tù vui vẻ. Bà Mỹ xem tin tức về phiên tòa, mặt đanh lại hung dữ. Từ hôm cãi nhau đến giờ, bà vẫn chưa nói chuyện lại với con trai. Thằng bé là một đứa vô cùng hiếu thảo. Sáng sớm vẫn mua đồ ăn treo trước cửa. Buổi tối vẫn nhắn tin dặn dò mẹ ngủ ngon. Giờ này, thằng bé hẳn đang xoắn xuýt với gia đình bên kia. Nhưng nói tha thứ là tha thứ được sao? Có những lúc, bà Mỹ đã nghĩ để con trai sống một cuộc đời yên ổn với con bé kia. Nhưng thi thoảng trong giấc mơ vẫn gặp lại cảnh tượng năm đó. Bà là một người mẹ tồi hay gia đình kia quá xảo quyệt? Bà Mỹ đến thắp một cây hương lên gian thờ không có một bức ảnh, lầm rầm khấn vái, mong con gái ở dưới kia an yên. Rồi một tia chớp lóe sáng qua cửa kính. Bà Mỹ nhìn ra, hoảng hốt thấy một khuôn mặt trẻ trung với hai dòng lệ máu chảy xuống. Người phụ nữ đó, người phụ nữ ác độc đã cướp cả chồng bà, tại sao lại còn dám theo về tận đây? Chẳng phải bà đã thuê thầy bùa trấn yểm không được thoát khỏi nhân gian hay sao? Bà Mỹ vội vàng chạy vào phòng lục tủ, cầm lá bùa khư khư trong tay chạy ra ngoài cửa sổ. Bà thấy người đàn bà đó xa dần rồi biến mất trong màn mưa trắng xóa. Việc vừa mở cửa bước vào nhà, thấy đồ đạc đầy đất, ly cốc thủy tinh, những mảnh vỡ thủy tinh bắn đầy nhà, khói hương bốc nghi ngút. Bà Mỹ ngồi bệt trên sàn, bàn tay dính những mảnh vỡ thủy tinh rỉ máu. Anh vội vàng lao đến nâng bàn tay mẹ. Mẹ làm sao vậy mẹ?
Mẹ tỉnh lại đi, mẹ ơi. Bà Mỹ mở mắt ra, đôi mắt đỏ đục lờ đờ nhìn con trai. Về đây làm gì? Việc vào phòng lấy hộp thuốc sát trùng, cẩn thận gấp những mảnh thủy tinh trên tay mẹ. Mẹ đừng đày đọa bản thân nữa. Những năm qua con đi vắng, mẹ vẫn ổn. Sao con dễ mẹ lại thế này? Mẹ không muốn con ở gần phải không? Mẹ muốn gặp em gái con. Con đưa mẹ đến chỗ này sẽ gặp được em gái. Bà Mỹ bỗng trợn trừng mắt, nổi giận mà gào lên. Tao không đi, đừng có lừa tao đến gặp bác sĩ, tao không có bệnh. Được rồi, mẹ không đi thì thôi. Tối nay con ở nhà, mẹ muốn ăn uống gì con nấu, cơm tấm hay bún bò. Mày làm tao phát điên phải không hả? Không ăn, để tao chết đi mà tự do yêu đương. Vì không nói gì, đứng dậy dọn dẹp đống đồ nát trên sàn, rồi bắt đầu xắn tay áo nấu ăn. Nhìn căn bếp lạnh tanh, dường như đã lâu ngày không bén lửa, có phần hối hận. Anh đi đã bao ngày bao tháng để mẹ ở nhà một mình. Anh cũng không hề biết tâm bệnh của mẹ nặng đến thế này. Bà Mỹ nhìn con trai đầu vẫn còn ướt, áo loang lổ những vết nước mưa, lúi húi nhặt rau thái thịt, nước mắt bà ứa ra. Hóa ra, nó vẫn còn biết thương mẹ. Việc nấu nướng xong xuôi, đi lại đỡ bà Mỹ ngồi lên ghế, gỡ mái tóc búi đã rối bù, chải tóc cho mẹ. Mẹ ở nhà không nấu ăn á, rồi ăn uống thế nào? Ăn mì. Đồ ăn ship đến, mẹ ăn có ngon không? Ăn một mình không ngon. Từ nay con về ăn với mẹ được không? Mẹ đừng khóa cửa nữa. Con đi xa lâu ngày rồi, con rất muốn ăn cơm nhà. Con đĩ non kia không cho mẹ ăn à? Việc im lặng, bàn tay anh nắm lại rồi thả ra, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu cho mẹ. Mẹ à, tuần tới con xin nghỉ, đưa mẹ đi du lịch nhé. Nó không được một cái nết gì, sao mày lại yêu sống yêu chết vậy? Con cũng không biết tại sao mình lại yêu cô ấy nữa. Con cảm thấy đó là người con gái tốt nhất mình từng gặp. Cô ấy vì con mà từ bỏ cả sở thích ước mơ, thích loài hoa con tặng, học trường con mơ ước. Mày bị nó bỏ bùa rồi. Nó với con mẹ nó còn một ruột thôi. Cái loại mẹ cướp chồng, bố giết người. Mẹ à, cha mẹ sinh người trời sinh tính. Mẹ đã tiếp xúc với Trà Khanh thì sẽ biết cô ấy hiền lành thế nào. Chẳng lẽ con không biết lựa chọn người tốt để yêu sao? Bà Mỹ im lặng, nhớ lại những lần đánh đập của người chồng đã chết, xấu con đến không thở nổi. Vậy mà bà lại có thể dành cả thanh xuân tuổi trẻ để cung phụng người đàn ông ấy. Có phải con trai bà cũng có nết chung thủy một lòng một dạ như bà không? Bà Mỹ đột ngột đứng phát dậy, bà không muốn nghe con trai nói gì nữa. Bà đi vào phòng đóng sập cửa lại. Việc nhìn cánh cửa đóng kín, thở nhẹ một chút. Có lẽ bệnh của mẹ là tâm bệnh, không thể ngày một ngày hai mà chữa khỏi. Để Trà Khanh gặp mẹ lúc này không hề an toàn chút nào. Việc mở điện thoại tìm số của Nhạn Phương, nhờ cô ấy tìm một bác sĩ tâm lý. Sáng sớm mai, Trà Khanh dậy rất sớm, vẽ xong một bản nội thất thì dừng lại nhìn ngắm chim muôn. Hai tuần rồi việc không đến. Tuần trước anh đưa mẹ đi dưỡng bệnh, tuần này lại đi công tác đột xuất. Cô nhớ lại những lời mẹ Ngọc nói về căn bệnh của bác gái. Nhớ anh nhưng không dám đòi hỏi anh đến. Hôm nay là thứ bảy, cô còn chờ người hứa lời đêm qua. Anh nói hôm nay sẽ về. Tiếng chuông cửa dồn dập. Trà Khanh reo mừng chậm chậm đi ra cổng, nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng bên ngoài. Miệng cô cười tươi, cà nhắc thật nhanh đi đến. Chỉ vài giây sau, Việt thấy cả người mình hơi chao đảo, rồi cổ bị kéo xuống. Trà Khanh như con gấu cô loa treo lơ lửng trên người anh nũng điệu. Việt bật cười, vòng tay ôm chặt Trà Khanh, cúi xuống quan sát. Chân em thế nào rồi? Em xuống đi, anh xem. Em khỏe rồi mà, nhớ anh quá, anh đi công tác có mệt không? Không mệt.
em nhớ anh chết đi được rồi đây này. Sao cái miệng này càng ngọt vậy nhỉ? Dì ngậm tình yêu của anh đó. Việc nghe ngọt lịm xương, hơi thở nóng trượt tràn trên má Khanh. Anh cúi xuống nghịch cầm Trà Khanh thì thầm. Vậy thì anh sẽ phải làm cho ngọt mãi. Khuất sâu gốc hồng leo, chiếc hôn nồng nhiệt ghé đến. Hương thơm của Trà Khanh, sự mềm mại của Trà Khanh hòa quyện trong cánh hồng xà xuống bên cạnh, khiến Việt không thể nào dứt được. Ông bà Phúc ngồi ở bàn trà nhìn đôi trẻ quấn quýt. Chúng vui mừng, nhưng ông bà lại lo lắng không thôi. Ông bà biết hai tuần qua, thằng bé phải khổ sở với mẹ nó thế nào. Việt chào phụ huynh rồi nhìn sang Trà Khanh. Em vào làm một ly nước cam được không? Trời nắng quá. Trà Khanh không nghĩ ngợi gì đi vào bếp. Bà Ngọc nhìn con gái khuất sau cánh cửa rồi mới nói. Làm thế có được không? Cậu nói với mẹ chưa? Con chưa. Nhưng mẹ con dạo này cũng đỡ căng thẳng hơn. Con nghĩ cứ đăng ký kết hôn trước rồi nói với mẹ sau, và cũng nói cho Trà Khanh biết sự thật nữa. Bà Ngọc lo lắng nhìn vào cửa bếp. Rồi mẹ cậu điên lên làm hại nó thì thế nào? Hai bác cho con thêm một thời gian để thuyết phục mẹ. Ông bà Phúc nhìn nhau. Ông bà có thể hiểu chàng trai này yêu con gái mình đến mức nào. Có lẽ giấy tờ hôn thú là cách để buộc chặt hai đứa lại với nhau phòng bất trắc. Thôi cũng được. Hai đứa đăng ký xong xuôi, đi nghỉ dưỡng một vài ngày thả lỏng đầu óc đi. Chuyện không phải ngày một ngày hai là xong. Có khi còn kéo dài cả cuộc đời về sau của hai đứa. Có thư giãn thì mới sáng suốt giải quyết được. Hai đứa muốn đi đâu, bác sẽ đặt tour. Con cảm ơn bác. Con đã đặt tour xong rồi. Chỉ chờ Trà Khanh đồng ý nữa thôi. Thằng này khá. Đúng là phải đặt vợ lên đầu thì mới sống lâu được con ạ. Trà Khanh bê nước đi ra, nhìn thấy Việt và ba mẹ nói chuyện rôm rã, hào hứng vô cùng. Cô ngồi xuống, thấy cuốn sổ hộ khẩu đặt trên bàn trà tròn mát. Sao nó lại ở đây? Ông Phúc cười nhìn con gái. Bà cho thằng Việt mượn để nó cưới vợ. Trà Khanh nhìn sang, thấy anh tủm tỉm cười, còn cố tình ngắm cây cối giường tược nữa. Trong lòng cô, sự vui mừng dâng lên đến khóe miệng, rồi mặt đỏ lên như bông hồng phấn. Con chưa đồng ý, mà sao ba đã vội đuổi con đi vậy? Thằng cu ấy đòi đăng ký kết hôn trước, chứ gái bây giờ hiếm lắm, mà viên kim cương của ba lại sáng quá. Trà Khanh kéo gương mặt anh quay về phía mình. Này này, anh đi hỏi vợ mà không nói một câu vậy? Anh tưởng em dễ dãi lắm mà. Việt đưa ra sau ghế, lấy ra đóa hồng trắng và túi clip bé trước mặt cô. Trà Khanh, anh đã mua một căn chung cư nhỏ ở gần đây. Anh chưa tổ chức đám cưới được, nhưng mà đi đăng ký kết hôn trước với anh nhé. Chờ anh một thời gian nữa, rồi mình sẽ cưới, ổn định nhà cửa rồi đón em về. Trà Khanh nhìn vào giấy tờ nhà đất, quá bất ngờ và hạnh phúc. Cô vẫn chưa thể tin những sự việc hoàn hảo đến với mình nhanh đến thế. Em chờ được, chỉ cần có anh thôi, ở đâu cũng được. Nhưng mà anh để em lo nội thất nhé, em cũng có tiền, em góp cùng anh. Chuyện đó tính sau, bây giờ đi đăng ký trước, rồi anh đưa em đi xem căn hộ luôn. Trà Khanh hạnh phúc đến chết mất. Cô ôm đóa hồng, che gương mặt đỏ rực xấu hổ của mình. Vậy là giấc mơ bao đêm đã thành hiện thực. Buổi sáng hôm đó ở ủy ban phường, có hai người yêu nhau đồng thuận ký vào tờ giấy đảm bảo hôn nhân cả đời. Ra khỏi trụ sở ủy ban, mây xanh trên trời rất đẹp. Hai người nắm chặt tờ giấy hôn thú, đặt lên môi nụ hôn nồng cháy. Bà Ngọc ngồi trong quán cà phê giường, sốt ruột không thấy người phụ nữ kia đâu. Đã hẹn bao nhiêu lần, nhưng bà ta không tới. Bà lại không dám đến căn nhà đó. Đến khi bà Ngọc đã thất vọng định đứng lên, thì bà Mỹ đi tới. Mặt bà lạnh tanh không cảm xúc, không nhìn người đối diện, ngồi xuống ghế quát mát. Tôi không rảnh rỗi như nhà giàu các người. Tôi cũng không rảnh để hẹn bà chuyện phím.
bà không có nhiều thời gian thì tôi vào vấn đề luôn. Con gái tôi và con trai bà đang yêu nhau, chúng không có tội, bà đừng đày đọa hai đứa trẻ nữa. Gia đình các người gây ra tội ác còn dám mở mồm nói tôi đừng đày đọa nó hả? Bà Mỹ à, bố của Trà Khanh gây ra chuyện không phải nó, bà hận thù cái gì? Tôi không cho phép, đó là điều không tưởng. Bà có cho con trai mình gọi người giết bố đẻ nó là bố vợ không hả? Bố đẻ nó đã tù chung thân, không thể ra được nữa. Con bé cũng không biết cha mẹ nó là ai. Nếu như bà muốn con trai bà sống thoải mái thì để nó làm gì nó thích đi. Bà Mỹ mặt đỏ phừng phừng, thấy trong người như có con ác thú tung hoành sai khiến tay chân bà khô loạn xạ. Tôi không khiến bà phải dạy đời. Bà Ngọc nhìn biểu hiện của bà Mỹ, biết bà ấy sắp lên bệnh, nhưng bà không dừng lại. Những người xung quanh luôn nhẫn nhịn vì nghĩ bà ấy có bệnh, cho nên không ai dám nói một tiếng nào. Hôm nay, bà phải nói một lần cho rõ. Tôi hỏi bà, thằng Việt nó đã được sống ngày nào cho bản thân nó chưa? 8 tuổi bà bắt nó dụ con gái tôi để bà bắt cóc. 16 tuổi bà bắt nó tiếp cận tán tỉnh con gái tôi. 18 tuổi bà bắt nó bỏ con bé để trả thù. 28 tuổi chúng nó đến được với nhau thì bà phá. Nó sống cho ai ngần ấy năm, vì bà chứ vì ai? Im đi, bà im ngay. Tôi không im đấy. Bà là mẹ nó, đẻ ra nó mà không hề thương không hề xót. Bà coi nó là một công cụ để thỏa mãn tính hiếu thắng của bà. Tôi không sinh ra con Khanh, tôi không có một chút máu mủ nào với thằng Việt, nhưng tôi thương cả hai đứa trẻ. Bà không xứng đáng là một người mẹ. Bà không có một chút cảm xúc tình thương nào với con cái cả. Hai đứa trẻ có lỗi gì hả? Nó là con của con đĩ kia. Im mồm ngay. Bà không được nói con gái tôi như thế. Nó là con của con đĩ thì con trai bà cũng là con của thằng Vũ Phu, bồ bịch lăng loàn. Bà muốn con trai bà lặp đi lặp lại lịch sử của bố nó ngày xưa hay sao? Bà Mỹ khóc tu tu. Bà hận ông chồng bà đã bỏ vợ con, cặp bồ với con Khánh, mẹ Khanh. Bà Ngọc cũng khóc. Bao nhiêu năm trời, hận thù không được hóa giải. Chồng bà có làm bao nhiêu chuyện để chuộc lỗi, nhưng người đàn bà kia vẫn nhất nhất tìm cách hãm hại đứa trẻ vô tội. Thú thật với bà, khi chồng tôi đưa con Khanh về nuôi, tôi đã rất sợ. Tôi sợ tính nết của nó giống với mẹ nó. Khi nó yêu thằng Việt, tôi lại sợ con trai bà giống tính nết của bố. Nhưng may mắn, hai đứa trẻ có cha mẹ không hề tốt, nhưng chúng nên người, chúng hiếu thảo và ngoan ngoãn. Tôi chỉ xin bà, nếu là một người mẹ có lòng thương con, bà hãy buông bỏ thù hận để hai đứa nó được hạnh phúc. Cây sâu vẫn ra được trái ngọt, tôi cầu xin bà tha cho hai đứa trẻ vô tội. Bà Mỹ không nói gì, gương mặt đỏ rực, dần dần tái nhợt không còn sức sống. Dòng nước mắt vẫn tuôn dài trên đôi má gầy gò. Bà Ngọc không nói nữa, đứng dậy đi ra khỏi quán cà phê. Ông Phúc lo lắng mở cửa xe cho bà. Bà ta nói thế nào? Có làm gì mình không? Không làm gì cả. Lần này có vẻ tâm tình bà ấy đỡ hơn các lần trước. Tôi nghe thằng Việt nói đã thuê bác sĩ tâm lý, nhưng bà ấy không chịu hợp tác. Có lẽ thằng Việt ở cạnh thì bệnh bà ấy sẽ đỡ hơn. Gần chục năm trời sống dò dỏ một mình, lại ôm hận thù trong lòng. Không bệnh rồi cũng sinh bệnh thôi. Sau khi có giấy tờ hôn thú, tình yêu của Trà Khanh và Việt càng nồng đượm càng kháng khích. Có tình yêu, cô đã không còn bận tâm quá nhiều về việc mình không mố được nữa. Cô tập trung vào công việc ở công ty, chăm chút thiết kế nội thất cho căn hộ nhỏ của hai người. Cô thấy mình dường như đang bắt đầu vào giai đoạn hạnh phúc của người phụ nữ. Xây tổ ấm để chồng có thể an tâm làm việc. Chỉ có điều, về phía mẹ chồng, Việt vẫn trốn tránh không cho cô đi gặp bà, khiến cô có phần thắc mắc. Hôm nay cuối tuần, như thường lệ, Việt qua nhà ăn cơm. Hai người về nhà đã thấy ba mẹ anh trai đông đủ ở phòng khách. Trà Khanh có chút ngạc nhiên, không khí gia đình hôm nay là lạ, gương mặt của ba mẹ nghiêm túc hơn mọi ngày. Cả anh trai nữa cũng không trêu chọc cô. Việt nắm chặt tay Trà Khanh ngồi xuống ghế, bà Ngọc ngồi bên cạnh con gái. Ông Phúc rót một chén trà lạnh đưa cho con.
Uống cho mát đi con. Ba mẹ, có chuyện gì sao ạ? Ừ, ba đã định nói chuyện này với con từ lâu lắm rồi, mà ba không đủ dũng khí, xin lỗi con gái. Trà Khanh đặt cốc nước trà lạnh xuống bàn cái cạch, nhíu mày nhìn ba chờ đợi. Ông Phúc lại nhấp thêm một ngụm nữa, rồi hít sâu một hơi, trầm giọng xuống. Hôm nay, ba mẹ nói chuyện về gốc gác của con. Con không phải được đưa từ cô nhi viện, con có cha có mẹ. Trà Khanh giật mình, bàn tay nhỏ trong tay Việt khẽ động một chút, trống ngực đập thình thịch trong hồi hộp. Nhưng cô cảm thấy hòn đá trong lòng mình nhẹ hơn. Không biết cha mẹ mình thế nào, nhưng không phải cô nhi là hạnh phúc lắm rồi. Ba mẹ ruột của con là ai? Tại sao ba mẹ phải giấu con? Ông Phúc nhìn sắc mặt hào hứng của Trà Khanh, càng đau lòng khó nói hơn. Bàn tay gầy đen đã nhúm những vết chân chim của ông, nắm chặt thành ghế. Con là con của cô ba, cô Ngọc Khánh. Trà Khanh bàng hoàng thảng thốt. Cô là con của cô ba ư? Bao nhiêu ngày tháng ba mẹ không cho cô biết, cô đã tìm khắp nơi, đến cả các cô nhi viện ở Lâm Đồng, qua cả nhà cũ để hỏi, nhưng không một ai biết. Nước mắt dần dần rơi xuống gương mặt trắng xanh. Ông bà Phúc và Việt không biết làm thế nào để nói tiếp câu chuyện, nhìn nhau lo lắng. Tâm trạng của con gái lúc này có thể chịu đựng được điều kinh khủng tiếp theo không? Việt nắm tay Trà Khanh, anh cảm thấy bàn tay cô cứng đờ lạnh ngắt. Trà Khanh, ba mẹ cô đều khó nói nên không thể nói ra sự thật. Em đừng trách hai bác, cũng chỉ là muốn tốt cho em, muốn em sống vui vẻ thôi. Cô là con của cô ba, thì tại sao lại phải giấu? Bao năm qua trên ban thờ cô ba, con chưa từng gọi một tiếng mẹ. Ngày giỗ của cô, con được bao nhiêu nén nhang? Ba mẹ như vậy là tốt cho con sao? Trà Khanh cảm thấy rất đau lòng lẫn bực bội. Bao nhiêu năm qua, ba mẹ làm dỗ người mẹ ruột mà cô vẫn gọi là cô ba. Cô đã từng quỳ trước mộ mẹ, nhưng không một lòng thành kính như mẹ ruột. Dẫn dưng nghĩ người nằm dưới mộ không chồng không con. Trà Khanh, em bình tĩnh nghe ba mẹ kể lại tất cả mọi chuyện. Tất cả chuyện này đều liên quan đến anh. Anh yêu em, rất yêu. Nhưng vì chuyện này mà trước đây anh không dám đến với em. Em hứa dù có thế nào cũng không rời xa anh, thì hai bác sẽ kể lại tất cả. Trà Khanh bắt đầu run rẩy. Lời anh nói là gì cô chưa thể định thần rõ. Bên tai Trà Khanh lùng bùng đau nhức. Ngày hôm nay anh liên tục nói với cô điều này, có liên quan gì đến anh sao? Ông Phúc không có can đảm để nói lên sự thật được nữa. Ông run run đặt lên bàn những bức ảnh. Trà Khanh cầm lên xem, là ảnh đen trắng chụp một đôi nam nữ đứng cạnh nhau. Gương mặt này cô đã nhìn thấy trong phòng của ba hôm đó. Còn gương mặt của người đàn ông, quen thuộc đến đau nhức óc. Ông Phúc lại tiếp tục đặt một tờ báo lên bàn. Đó là những tờ báo đã hoen ố, nhưng phẳng phiu không một nếp nhăn. Nó đã được lưu giữ rất cẩn thận bao nhiêu năm qua. Ông đã cất giữ góc sâu nhất trong nhà, không dám để lộ nó ra. Vậy mà hôm nay, chính bàn tay ông đã phải lấy nó ra đưa cho con gái. Trà Khanh cầm tập báo lên, đọc đến tiêu đề, thấy đất dưới chân mình bị sụp xuống. Án chung thân cho kẻ thảm sát cả gia đình người tình và vợ vì ghen tuông. Biết tin vợ Ngọc Khanh cặp bồ, Đỗ Văn Mạnh đã tưới xăng đốt vợ và người tình, khiến cả hai chết thảm. Vợ của kẻ cặp bồ đang mang thai bị bỏng nặng. Đứa trẻ chưa kịp ra đời bị chết nghẹt trong bụng mẹ. Y bị tòa tuyên án chung thân. Bức ảnh trên báo được chú thích. Cặp tình nhân Ngân Khánh, Nguyễn Phong bị thiêu sống trong căn nhà. Là bức ảnh rơi trên sàn. Cảnh tượng kinh hoàng trong bài báo đó khiến Trà Khanh không thể đứng vững nổi. Đầu Trà Khanh đau như có búa đập vào. Lớp màng xương đậm đặc tràn khắp cơ thể khiến tay chân cô lạnh toát. Cô thấy trước mắt mình rất mơ hồ, chẳng thể rõ gương mặt của một ai. Chỉ còn lại những dòng chữ Ngân Khánh, Trà Khanh, Nguyễn Mạnh, Nguyễn Phong Việt và cảnh tượng đẫm máu năm đó. Cô nhìn sang ba mẹ,
thấy mẹ đang khóc, mắt ba đỏ rực, anh trai nhìn mình xót thương. Cô nhìn sang Việt, thấy mắt anh đỏ lên, gương mặt của anh là gương mặt như tạc của người đàn ông trong bức ảnh. Một cảm giác đau, rất đau, cơn đau từ đầu buốt xuống vùng ngực rồi tràn tới toàn thân, đến từng tứ chi buốt rát. Cô lẩm bẩm, tiếng nói nghẹn lại trong cổ họng, thoát ra ngoài như axit đau rát bờ môi. Việt, mẹ em và bố anh là hai người này. Hai người này cặp bồ, rồi bố em đốt. Trà Khanh nấc lên không nói được nữa, mọi thứ như số phận, có trách cũng không được. Cuộc sống cứ cuốn ta đi, số phận không cho ta lựa chọn. Làm thế nào mà tránh được khi tim ta cứ đau, lòng ta cứ thắt lại, nước mắt ta cứ rơi. Trà Khanh đổ gục xuống sàn gạch lạnh buốt. Việt hốt hoảng ôm Trà Khanh. Trà Khanh à, đừng, em đừng như vậy, Trà Khanh ơi. Ông Phúc hốt hoảng hét lên. Mình, gọi cấp cứu nhanh lên. Bà Ngọc khóc ngớt. Việt ôm Trà Khanh trong ngực, nước mắt chảy xuống. Biết cô ấy đau như thế này, anh sẽ không bao giờ nói sự thật. Chị dâu nghe nhịp tim và đo huyết áp, may mắn nhịp thở vẫn còn, chỉ chậm hơn bình thường một chút. Việt, cậu hạ con bé nằm xuống đi, không được kê cao đầu, nâng chân Khanh cao hơn ngực. Mẹ cho con khăn ấm để chườm trán em, anh Minh cho em một ca nước lạnh. Ông Phúc đứng bên cạnh, không giữ được bình tĩnh, căng thẳng lo lắng. Chân tay buồn bực không biết làm gì, tự vấn bản thân. Thằng Minh gọi cấp cứu nhanh. Con ơi, em cô có làm sao không? Bà phải làm gì bây giờ, con ơi? Không sao đâu ba, em bị sốc nên hạ huyết áp đột ngột và máu lên não bị gián đoạn. Nếu con sơ cứu không tỉnh thì đưa đến bệnh viện, không đáng lo đâu. Khanh tỉnh lại, mọi người đừng náo loạn. Cứ bình tĩnh để em ổn định cảm xúc. Mọi người đừng chạm vào em. Lúc nào con bé tỉnh táo hoàn toàn thì mới được đến gần. Phong Anh làm mọi biện pháp sơ cứu. Trà Khanh dần dần tỉnh lại. Cô thấy cả người mình đông cứng, không cử động nổi. Không gian xung quanh trôi chậm chậm, nửa tỉnh nửa mê. Bốn bề đều yên tĩnh. Cô cảm thấy rất hiu quạnh. Nghe tiếng đồng hồ tích tắc hồi lâu mới tỉnh hoàn toàn. Tất cả giấc mơ đẹp đẽ thời gian vừa qua đều biến mất khi nhìn thấy sắc mặt của ba mẹ, anh trai, chị dâu và anh. Việc mắt không rời Trà Khanh, trái tim trải qua thử thách vừa rồi bị bóp nghẹt, thấy cô tỉnh mới thả lỏng được một giây. Nhưng muốn đến gần, nhưng lại sợ cô bị sốc đành đứng yên. Hồi đó đưa cô ra khỏi hầm Cần Sa, cô tai nạn ở bệnh viện, anh không cần đến mức căng thẳng như thế này. Vì dù sao, đó cũng chỉ là vết thương hữu hình có thể chữa khỏi. Lần này, với vết thương vô hình này, không biết bao giờ mới có thể chữa lành nữa. Ông bà Phúc cũng vậy, chờ đợi từng phút từng giây con gái tỉnh lại. Nếu biết con bị sốc thế này, ông bà sẽ kéo thời gian con được thoải mái lâu hơn một chút. 26 năm qua, ông bà làm tất cả để bảo bọc con khỏi những tin tức ấy. Sợ con bị kỳ thị dưới con mắt của người đời, ông bà chuyển nhà đi chỗ khác, sợ con biết mẹ nó là ai. Ông bà thậm chí còn không đặt ảnh thờ ở mộ. Vậy mà số trời không thể tránh. Phong Anh cầm tay Trà Khanh bắt mạch, thấy nhịp thở đã bình thường, huyết áp ổn định, mới hỏi. Em thấy thế nào rồi? Có thể tự mình ngồi dậy chưa? Trà Khanh gật đầu, chống tay ngồi dậy, cầm cốc nước ấm trên tay chị dâu ngấp vài ngụm. Việc dội dàng đến đỡ cô. Em mệt ở đâu á anh xem, nếu mệt thì vào phòng nghỉ. Trà Khanh không nói được gì, nước mắt cứ dậy rơi xuống. Việc dán mái tóc lòa xòa bên má Trà Khanh. Đã qua rồi, đừng nghĩ nhiều nữa được không? Chuyện của đời trước không liên quan đến việc anh yêu em. Anh không muốn có gì thay đổi sau hôm nay cả. Chúng ta đã lấy nhau rồi, cũng đăng ký kết hôn rồi, không thay đổi được. Việt, em phải làm sao đây? Em không thể. Những năm qua, tất cả mọi người đều khổ sở vì em, cả mẹ anh và cả anh nữa. Rõ ràng, anh gần ngay trước mắt,
nhưng lại như xa cách tận chân trời, không có cách gì vượt qua khoảng cách. Trà Khanh cảm thấy có một lớp áo giáp bọc lấy mình. Cô muốn đưa tay ra chạm vào anh, nhưng cánh tay bị khóa lại. Cô muốn ngước nhìn anh, nhưng mọi thứ trước mắt đen kịt. Rồi bức ảnh cảnh tượng kinh hoàng năm ấy che kín tầm mắt. Bàn tay của Việt trơ trọi giữa không trung. Những giọt nước mắt của Trà Khanh anh không chạm tới được. Nó vô hình như những mũi kim sâu qua sâu lại trong lòng ngực. Trà Khanh đang né tránh anh. Điều anh lo lắng bao lâu nay đã xảy ra. Bà Ngọc ôm Trà Khanh, chẳng biết làm sao để dỗ con, cứ để nó khóc trên vai mình. Con à, không sao cả, chuyện đã qua lâu rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Ba mẹ, con vẫn sống vô tư, nỗi đau của mọi người con không biết, mất mát của mọi người, gánh nặng của ba mẹ nữa. Còn con... được rồi, chuyện đó đâu ai muốn, ai làm người đó chịu, mẹ đưa con vào phòng nghỉ ngơi. Con muốn ăn gì mẹ làm, không được bỏ bữa đâu con à. Trà Khanh lắc đầu đứng dậy đi lên cầu thang. Ông Phúc dậu dàng đi theo, bà Ngọc ngăn lại. Trà Khanh lên tầng trên cùng, mở cửa đi vào gian thờ cúng. Cô chưa từng lên đây thắp hương một mình, có chăng cũng cùng ba cùng mẹ, soạn cúng dỗ cho ông bà và cô ba. Cô ba, mẹ con yêu bố Việt lắm sao? Họ cặp bồ sau khi có con và Việt sao? Con à, chuyện qua rồi. Trà Khanh thắp ba nén nhang rồi quỳ gối xuống trước ban thờ rộng lớn. Gió thu rất lạnh, giống như có thể bị thổi ngã cô bất cứ lúc nào. Nén nhang trong đêm tối lóe lên ba chấm đỏ nhỏ bé. Trà Khanh yên lặng cúi thấp, khom lưng lặng lẽ quỳ trong bóng tối. Cô không biết bây giờ phải nói gì với người đã khuất. Mẹ ruột của cô rõ ràng đã là một việc trái luân thường đạo lý. Nhưng cái chết đau đớn của mẹ cô lại không thể nào tránh nổi. Những giọt nước mắt nhỏ tong tong xuống sàn gỗ thay lời nói. Việc đi vào, anh rút mấy cây hương thắp lên đốm lửa đỏ rồi quỳ xuống bên cạnh Trà Khanh. Anh nắm tay cô, Trà Khanh muốn rút tay khỏi bàn tay anh. Các đầu ngón tay đều đã run run. Nhưng anh vẫn nắm chặt không buông, cô run rẩy còn nắm chặt hơn. Trà Khanh, chúng ta đã thành vợ chồng hợp pháp, em còn định muốn bỏ anh sao? Việt, em... Việt cúi xuống thấp, nhìn gương mặt tiêu điều đậm nước mắt của Trà Khanh, dứt khoát ôm cô vào lòng. Đừng nói gì cả, anh không nghe đâu, về phòng nhé. Trà Khanh bất lực, đau thấu tâm can, đau chạm đến lục phủ ngũ tạng. Họ từng có khoảng thời gian đẹp như ngôn tình ở tuổi 17, rồi một đoạn nữa ở tuổi 25, chưa đầy một năm, ngắn ngủi và đầy tiếc nuối. Thứ lạ lùng duy nhất là giữa họ cứ như luôn tồn tại một sợi dây vô hình thay phiên ngăn cách. Cô đã từng tự hỏi sợi dây đó là gì khi cả hai vẫn còn yêu, bây giờ mới biết đó là ngang trái. Trà Khanh cắn chặt môi để không khóc trong lòng anh, nhưng không thể. Cả người cô cứng lại rồi run lên bần bật. Việc gỡ cánh môi tím bầm của cô, thương xót vuốt ve chúng. Nước mắt của cô phủ kín bàn tay anh. Việc cũng khóc, chưa bao giờ anh thấy đau lòng như thế này. Anh thương Trà Khanh, thương chính bản thân mình, đã sinh ra trong một gia đình oan trái. Trà Khanh, dù thế nào anh cũng sẽ không buông đâu. Em đã là vợ hợp pháp của anh rồi mà. Em có muốn làm gì cũng phải ở bên cạnh anh. Con người không phải là cỏ cây, càng không phải là đá, không ai có thể vô tình. Ánh mắt yêu thương của Việt lại càng giống như mũi kim nhọn hoắt đâm vào trái tim Trà Khanh, tạo thành nỗi đau âm ỉ. Những cái vuốt ve an ủi của anh càng khiến cô cảm thấy day dứt. Cô làm sao lại không hiểu cho anh nỗi đau khi phải nhìn người thân từ từ rời xa mình. Anh khổ tâm giữa mẹ và người yêu trong bao nhiêu năm trời, vậy mà có lúc cô lại trách cứ. Trà Khanh khóc đến mệt lả, trong cơn mê man chìm vào giấc ngủ. Việc chỉnh tư thế để cô nằm thoải mái nhất, nét mặt và đôi mắt cương nghị
bị hơi nước mắt che phủ trở nên mông lung yên lặng. Sáng sớm mai, Trà Khanh thức dậy, ngồi bó gối trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ đầy nắng. Có tiếng tưới nước và chim ríu rít truyền cành ngoài kia. Dường như ba đang tắm táp cho lũ chim kiển. Cảnh vật vẫn như vậy. Điều khác biệt nhất là tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, mà cơn ác mộng đó vẫn là thực tại cay đắng. Việc đi vào, cầm một nhành hoa trà trắng cắm vào lọ thủy tinh ở bàn. Đóa hoa nhỏ nhưng làm cho không khí trầm buồn bừng lên sức sống. Anh đi đến giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Trà Khanh tái nhợt, mắt và môi sưng đỏ như người mới lâm bệnh. Anh áp lòng bàn tay mình lên má cô. Lòng bàn tay ấm áp sưởi ấm gò má lạnh lẽo, khiến Trà Khanh thấy lòng mình ấm lại. Cả đêm qua là một đêm trắng, một đêm dài như thiên thu. Cô tưởng mình đã chết, chết theo đống lửa và đám tro tàn đau thương năm ấy. Cô là con gái của kẻ sát nhân, sau này hạnh phúc không dễ chạm tới, càng không dễ nắm cầm. Cô và anh đến với nhau có thể mang đau khổ cả hai phía, nhưng cũng chỉ anh mới có thể mang lại hạnh phúc cho cô. Cô muốn thử, nếu thử rồi mà không giữ được sẽ không còn phải hối tiếc. Anh không hận em một chút nào sao? Anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện quá khứ. Anh suy nghĩ từ lúc biết nhận thức, từ lúc chúng ta mới quen nhau, và đã rất cố gắng làm tất cả để chúng ta có thể ở cạnh nhau. Nếu em yêu anh và thương anh, thì cùng anh cố gắng. Quá khứ thế nào cũng không làm lại được nữa. Hãy coi như đó là cái duyên giữa em và anh, được không? Vì em xin lỗi đã làm anh lo lắng. Em sẽ không buông tay, sẽ cùng anh cố gắng cả cuộc đời sau này. Trà Khanh à, em nói thật chứ? Mai sau dù thế nào á, thì hôm nay em vẫn muốn cùng anh ở một chỗ. Em không hối tiếc gì đã yêu anh, chỉ tiếc gì mình biết sự thật quá muộn, để những người liên quan phải chịu dày dò một mình. Ít ra, hơn 26 năm qua, em đã được sống sung túc vô tư lự. Còn anh, so với nỗi đau của em, thì anh phải chịu gấp trăm lần. Em nghĩ lại, thấy nếu mình tự động rời xa anh, thì là em ích kỷ. Em sẽ cố gắng tạ lỗi với bác gái. À, đưa em về gặp bác được không? Em muốn xin lỗi. Còn bác trai nữa, anh cho em ra mộ, thắp cho bác một nén hương được không? À, được. Một thời gian nữa ổn, thì mình sẽ về nói chuyện với mẹ. Bây giờ phải ăn sáng đã. Bà Mỹ chồng một cọc tiền lên điện thờ, khói hương nghi ngút bao phủ cả tầm nhìn. Bà nhắm mắt lại khấn vái rì rầm, một lúc sau mở mắt ra, dập đầu lê lệ trước ông thầy mặc áo dài, đầu đội mấn, miệng nhả khói thuốc điệu nghệ. Nếu theo như lời bà nói, thì con quỷ kia nó đã nắm giữ linh hồn con trai bà rồi. Vô ích thôi, cửa ải này lớn lắm, tôi chịu chết. Tôi chỉ là đầy tớ của các quan thôi. Bà Mỹ lại dập đầu khóc lóc. Thầy làm sao để con quỷ đó rời khỏi con trai con, chứ không thì khổ cả đời nó. Tôi thương bà, chồng đã theo gái tận khi xuống âm ti địa phủ, lại còn phải phá giải con quỷ con nó. Nhưng mà tôi chịu, bà đi kiếm thầy nào cao hơn đi. Quan nhà tôi nói, con mẹ nó vẫn đang lẩn vẩn ở trần gian, giải khó, giải khó. Bà Mỹ nhìn ông thầy vuốt râu buồn bã, mà cảm thấy mình rớt xuống mấy tầng địa ngục. Bà nắm chặt lá bùa trong tay, đã yếm rồi, sao nó lại có thể ngôi lên được? Bà Mỹ khóc nức nở. Thầy ơi, con xin thầy cứu giúp, con xin thầy á, giá nào con cũng chịu. Tôi không giải được, nhưng quan trên thì có đấy. Có điều, ông ấy là quan, không phải người thường, cho nên chi phí gấp đôi chỗ này. Bà có đồng ý không thì ông ấy sẽ chỉ cách. Bà Mỹ dừng lại, nhìn cục tiền trên đĩa, nhẩm tính gấp đôi, là 50 triệu sao? Thấy bà lưỡng lự, ông thầy bồi thêm. Thôi, bà tha thứ cho chúng nó về với nhau cũng được.
Bà già rồi thì hậu vận ngắn đi một tí có làm sao. Con bà thì số nó đã dậy, cũng phải vía con quỷ kia. Ừ, thầy, con đồng ý. Vài hôm nữa con sẽ mang tiền đến để thầy làm lễ. Xin thầy giúp con lần này. Tách được hai đứa nó, con sẽ theo thầy lễ lạc cả đời. Con sẽ vào điện phục vụ thầy và quan trên. Được, cứ về chuẩn bị đi. Thầy cũng phải chuẩn bị lễ ở đây, lớn lắm. Bà Mỹ dậu dàng về nhà, đóng cửa phòng, nghĩ cách làm sao để có tiền đi làm lễ. Tiền hàng tháng con trai đưa, bà đã làm lễ lần trước rồi. Nếu nói nó đưa nữa, cũng không thể một phát từng ấy. Cái thằng tháng làm ra mấy chục triệu, mà đưa được cho mẹ 10 triệu. Chắc là con đĩ non kia lại phỉnh nịnh lấy hết rồi. Bà Mỹ nghĩ mà điên, vét hết nhà hết cửa, cũng chỉ còn non 10 triệu. Vừa lúc nghe tiếng động ngoài kia, bà Mỹ mừng húng, con trai về rồi. Việc thay dép ở nhà đi vào, thấy mẹ đứng trước cửa phòng, anh nhìn đồng hồ, đã 7 giờ tối mà nhà cửa vẫn tối om. Mẹ đã ăn gì chưa? Mẹ chưa con à? À, mẹ chờ con thay đồ rồi nấu, nhanh thôi. Bà Mỹ đi đi lại lại trong nhà, ruột nóng như lửa đốt, vì không nghĩ ra được cách gì để kiếm tiền. Đến khi ngồi vào bàn ăn rồi, đầu óc vẫn lơ lửng trên mây. Mẹ sao vậy? Con nấu dở à? À không, con trai nấu phải ngon chứ. Mẹ ăn đây. Việc nhíu mày nhìn ánh mắt lờ đờ không cảm xúc của mẹ. Anh thấy dạo này mẹ khang khát, thường ngồi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc lại nóng nảy, rồi bực bội không có lý do. Suốt ngày hương khói mịt mù. Bác sĩ nói điều trị bệnh tâm thần phân liệt sẽ phải dùng thuốc an thần và thuốc này có ảnh hưởng đến não bộ. Song không thể không cho mẹ uống. Mẹ à, mẹ hôm nay đã uống thuốc chưa? Mẹ uống buổi sáng rồi. Lát nữa con có việc đi ra ngoài, mẹ đóng cửa ngủ trước nhé. Ừ. Mẹ này, ngày mai Trà Khanh qua đây chào hỏi mẹ đấy. Bà Mỹ thả thìa sứ xuống cái cạch, người bắt đầu nóng bừng bừng. Nó là con trà xanh, chứ Trà Khanh quái quỷ gì. Bà không ăn nữa, đặt bát xuống bàn, quyết tuyệt thực. Mẹ thử tiếp xúc với Trà Khanh một lần xem thế nào. Mẹ nhớ cô bé ngoan ngoãn dạy tiếng Anh cho con thời trung học chứ. Cô ấy vẫn ngoan như thế mà. Bây giờ nó có giết người, thì mày cũng đứng về phía nó thôi. Mẹ, cô ấy không giống với bố cô ấy. Mẹ đã từng tiếp xúc rồi mà. Con biết mẹ luôn là người nhìn người chuẩn xác. Trà Khanh thật sự có phẩm chất tốt hơn tất cả những cô gái con từng gặp. Bây giờ cô ấy cũng tự mình làm việc kiếm tiền, không dựa dẫm vào ai. Con yêu Trà Khanh ở điểm đó. Sống mắt bà Mỹ chợt dao động. Bà cầm bát lên tiếp tục ăn cơm. Trong lòng lo lắng vơi đi một nửa. Việc nhìn mặt bà đoán ý rồi tiếp tục. Chiều mai con đưa Trà Khanh về nhà nhé. Giờ đó mẹ đi đâu không? Không, ở nhà. Vậy thì tốt rồi. Mẹ ăn thêm cái này xem con nấu vừa miệng không. Ngày mai mẹ muốn ăn gì á, con và cô ấy sẽ nấu nướng. Cứ về đi rồi tính. Việc thở phào một cái. Thật sự từ khi về Việt Nam đến giờ, cứ nhắc đến Trà Khanh là mẹ lại phát bệnh. Anh không ngờ lần này lại êm xuôi như vậy. Có phải đợt điều trị vừa rồi đã có tiến triển rồi không? Ăn cơm xong, Việc dội dàng đến nhà Trà Khanh. Anh phải báo tin mừng này cho cô. Trà Khanh thay một bộ quần áo đơn giản, cầm mấy túi quà ngồi ở bàn gỗ. Bà Ngọc nhìn ông Phúc, ruột gan nóng như lửa. Bà thật không thể nào an tâm để con sang nhà đó một mình. Hay là mẹ sang cùng con? Bà ấy đang bị bệnh, nếu có kích động quá thì con đừng nán lại lâu nghe không? Ông Phúc dặn dò. Trà Khanh cũng lo lắng không kém, nhưng nhìn sắc mặt ba mẹ, cố nặn ra một nụ cười. Ba mẹ sao vậy? Con ra mắt nhà chồng thôi mà. Con ở chơi một buổi rồi Việc đưa con về. Có anh ấy rồi, ba mẹ đừng lo lắng. Việc đã đến đầu ngõ, nhìn Trà Khanh trong bộ quần áo không thể bình thường hơn, anh bật cười. Có cô gái nào về nhà ra mắt bạn trai mà cố ăn mặc xấu thế không? Anh đón mấy túi quà trên tay cô, trêu chọc. Em mua mấy bộ đồ này ở chợ Sida à? Ờ, sao vậy anh? Cũ quá à? Không cũ, nhưng không hợp với em.
anh thích em mặt đầm xinh hơn. Em sợ mặt đầm gây ấn tượng không tốt. Việc nghe mà thương cảm, cảm nhận được Trà Khanh đang rất bị áp lực. Anh siết chặt bàn tay nhỏ của cô dỗ về. Không sao đâu, em mặc thế nào cũng không làm cho bớt xinh được. Thả lỏng thư giãn nào. Trước sau cũng phải đối diện, cho nên cứ xem như đó là chuyện hiển nhiên. Còn có anh ở đây, em sẽ không một mình đâu. Trà Khanh hít sâu một hơi, ngồi lên xe vòng tay ôm Việt. Chặng đường đến nhà anh chưa đầy 4 cây số, mà cô thấy nó dài đằng đẵng, trống ngực không thể kiểm soát đập mạnh. Cuối cùng cũng đến nhà, chuông cửa vang lên chỉ 1 tiếng, bà Mỹ đã mở. Cô vội giật tay ra khỏi tay Việt, cúi thấp người. Cháu chào bác ạ. Bà Mỹ quét mắt một lượt qua người Trà Khanh, lạnh lùng. Vào đi. Trà Khanh đặt những túi quà lên bàn trà, không dám ngồi. Việt nắm tay cô, dỗ nhẹ. Em ngồi đi, anh vào pha nước cam cho em nhé. Không cần đâu anh, em uống nước lọc cũng được. Con vào pha cho mẹ ly nước chanh, pha thêm cho nó 1 ly nữa. Việt miễn cưỡng đi vào bếp, tay pha nước, mắt vẫn để ở bàn ngoài kia. Trà Khanh thấy anh đi vào, mới lấy hết sức bình tĩnh, nhìn vào cốc nước trước mặt, rồi nói. Bác, con, hôm nay con đến đây là để xin lỗi bác. Chuyện bố mẹ của con... Bố mày giết người mẹ mày làm đĩ à? Hai tiếng giết người và làm đĩ đâm thẳng vào đầu, khiến cả người Trà Khanh co rút, gân xanh hai bên trán giật mạnh. Bác, con thật sự xin lỗi, con thay mặt bố mẹ con... Rồi có đổi lại được mạng không mà xin? Nếu làm gì để được bác tha thứ, con xin làm. Con nói thật. Con thật sự muốn thay bố mẹ chuộc lỗi. Xin bác cho phép con và anh Việt yêu nhau. Bà Mỹ biểu môi, ánh mắt như dao phay, muốn băm nát đứa con gái trước mặt. Bà lẩm bẩm. Con đĩ non, không khác con mẹ một nét nào. Việt bê 2 ly nước ra phòng khách. Thấy mặt Trà Khanh tái đi, nhíu mày nhìn sang mẹ, anh ngồi xuống, đặt ly nước trước mặt bà. Mẹ coi đã vừa miệng chưa? Anh nắm bàn tay nhỏ của Trà Khanh, chặn lại sự run rẩy của cô. Em uống nước chanh ấm đi, sao tay lạnh thế này? Trà Khanh cười trừ, rút tay khỏi tay anh, đưa cốc nước chanh lên miệng nhấp một ngụm. Nước chanh trôi xuống dạ dày như axit đậm đặc, cồn cào ruột gan. Mẹ, hôm nay con đưa Trà Khanh về ra mắt mẹ, mong mẹ đón nhận cô ấy. Chuyện quá khứ có lẽ nên cho qua, con muốn từ nay về sau sẽ cùng Trà Khanh phụng dưỡng mẹ. Mẹ có trách phạt gì chúng con xin nhận. Bà Mỹ thở dài ảo não. Thôi thì trời không chịu đất, thì đất phải chịu trời. Bây giờ hiện đại rồi, có cấm cũng không cản được. Việt và Trà Khanh nhìn nhau, không thể tin nổi lời bà Mỹ nói. Anh nhìn vào mắt của mẹ. Đáng lẽ anh phải rất mừng vì mẹ nói ra những lời này, nhưng sau thấy có gì đó lạ lùng không thật. Trà Khanh vẫn còn hoang mang. Cô không ngờ bà dễ dàng tha thứ cho mình. Hôm qua Việt đã nói rất nhiều về mẹ, về hiềm khích của mẹ đối với gia đình cô, cả chuyện mẹ cấm anh yêu cô trong những năm tháng trung học, và cả nỗi đau của mẹ khi mất tất cả trong quá khứ. Cô đã rất sợ bà không thể nhìn mặt mình. Nhưng bây giờ nghe được bà nói như vậy, Trà Khanh rất xúc động. Cô quỳ sụp xuống sàn lạnh ngắt, giọng nói nghẹn lại. Bác, con cảm ơn bác. Cảm ơn bác đã cho phép con được qua lại với anh. Đứng lên đi, không con trai tôi, nó lại nghĩ tôi bắt nạt người yêu nó. Trà Khanh ngồi ngay ngắn trên ghế, vẫn còn kích động đến gương mặt đỏ lên. Việc nắm tay cô mỉm cười, hy vọng bầu trời từ hôm nay sẽ không còn giông tố nữa. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ.
xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.